thứ tư, hạch toán các chi phí phát sinh, xuất kho nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất thành phẩm. Sau khi lập lệnh sản xuất xong, quý vị chọn chức năng lập phiếu xuất trên thanh công cụ. Tích chọn thành phẩm muốn xuất nguyên vật liệu. Nhấn đồng ý. Phần mềm sẽ tự động sinh phiếu xuất kho nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất. Quý vị kiểm tra lại thông tin trên phiếu xuất. Sau đó nhập bổ sung các thông tin còn thiếu. Quý vị lưu ý, khi hạch toán các khoản phát sinh liên quan đến chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp thì quý vị cần phải chọn đối tượng tập hợp chi phí. Quý vị chọn tab thống kê, sau đó chọn công trình. Khai báo xong các thông tin, quý vị nhấn cắt.